Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Dâu Quỳnh, tặng đi. Đại Bằng công tử, chúng ta cùng nhau xông lên thôi. Hắc Liên, giao cho ta giữ trần. Rất tốt. Thế thì lên luôn một lần đi. Đi. Ngươi có mấy tay có thể chặn được một chiêu của ta? Sắp chết rồi sao? Dư Quỳnh đã từng là thống lĩnh của cấm vệ quân hoàng thất, tu luyện giao long quyền kinh, đạt đến cảnh giới mạnh tu vi huyền võ cảnh tứ trùng, ở cả hoàng thất cũng tính là thiên phú cao. Nhưng bây giờ lại thêm một thiên tài chết trong tay của Lâm Phong. Dư Quỳnh chết trong tay của Lâm Phong đã thực hiện lời hứa của hắn với Mộng Tình. Thù. Dư Quỳnh chết rồi sao? Bây giờ đến lượt ngươi rồi. Ta sở hữu võ hồn đại bằng, tốc độ cực kỳ nhanh, sao ngươi có thể giết ta được? Ngươi có sở hữu võ hồn, không chỉ một mình ngươi đâu. Lại thêm một võ hồn. Đây là võ hồn Cửu Thiên Thương Long. Là võ hồn huyết mạch Nguyệt Gia. Chờ đã. Sở hữu huyết mạch của Nguyệt Gia cũng chưa chắc là người của Nguyệt Gia, cũng chưa chắc là họ Nguyệt. Còn có một khả năng là hậu nhân của con gái Nguyệt Gia. Nữ nhân ở trong hư không kia à? Nguyệt Mộng Hà, mẹ của Lâm Phong, 18 năm trước là đệ nhất mỹ nữ của Tuyết Nguyệt Quốc. Mộng Hà, tại sao ông trời lại trêu đùa mình như vậy? Nhìn ở đó đi, kia là cái gì? Hình như là vạn thú môn, con trai của môn chủ Đằng Vu Hiểu, Vu Hiểu chi hồn của Đằng Vu Trần, hắc bạch chi đồng. Lâm Phong, sao hắn lại sở hữu Vu Hiểu chi hồn? Nghe đồn võ hồn Cửu Thiên Thương Long của huyết mạch võ hồn có thể nuốt sống yêu thú, lấy yêu thú làm hồn. Thậm chí có thể thôn phệ võ hồn của người khác. Vậy thì võ hồn Vu Hiểu của Lâm Phong. Chả trách Đằng Vu Trần lại bị mất tích là bị Lâm Phong giết chết. Đến ngay cả võ hồn cũng bị Lâm Phong luôn rồi.